Lô anh em ơi, tôi đã đi phá làng hoa sớm nha. Đi xuống bờ sông ăn nha mọi người. Bà muốn cơm đó chuyên nghiệp. Đây là bảo vô lờ. Bảo vô lờ đến từ thú xưa. Đúng rồi trời. Nén gì chia chứ. Bye. Sáng tóc anh tự nhiên hiện lên đằng nào không biết nữa, gì ngăn gian nhuyễn gì á, cái gì nó phụ thừa cá nhiều quá với các bạn, ậu cũng chụp quá rồi cá đi cáo câu luôn là bị ghê quá rồi cá luôn, ngăn gian nhuyễn, đúng rồi, cho mặt đùa luôn, biết mẹ đâu, thấy chụp cao rồi. Còn đó không ạ? Còn đó không ạ? Hẹn tóc thôi. Nước lên thấy miệng dịch chiên nha mọi người. Ngăn gian. Còn một đa chấm nước sốt. Xíu vậy. Em với ẩu qua với tỏi gừng. Đây là xuống đầm Thái Lan. Trời đâu rủ đâu phòng. Vô. Dạ, nãy là rốt nó ngọt tiếp. Anh bảo bào. Anh bảo bím. Bà vui rồi. Đây em. Trời ơi, có giờ ăn dữ ăn đúng là. Anh mập địch, hãy làm đi. Làm món nào đây ta? Vô nhiều vô cho chua ngọt. Cái này gỏi này ngon. Cái gì? Cơm của sạn hả? Được rồi, cơm sạn. Cơm thì cơm có sạn là cơm nhà vườn á. Sạn nó sạch thì vậy á. Ngọt nhiều lắm á. Ngọt hả? Ngọt hả chua? Ngọt lợi luôn. Tê đầu lưỡi luôn. Để chế nó ngọt vô. Lợi luôn. Tê đầu lưỡi luôn. Điều tiệm này, tiệm này nó làm cho mình ăn tê đầu lưỡi thôi. Ở này đứng khuôn nhìn mấy đường rồi. Ngọt cái đường luôn gì đó. Chiến dở á. Ừ. Nó làm dính luôn. Ngầu thiếu rồi không? Cái làm cái bàn này. 60 xong. Nghĩ được rồi, kêu đi. Ngầu mà mất tiêu đít luôn à. Không xuống ngầu xuống muốn ăn hả? Chua. Ủa, cái con này là Hà Chiến nè. Bỏ vô. Đốt phải không? Một đốt nữa mà. Đang đốt lò lên. Đốt lò của Bách Trọng nè. Ăn trứng dâm. Ăn vô cái đậu dâm khỏi nói luôn. Ăn vô cá. Ăn vô. Ăn vô đậu dâm mà khỏi nói luôn á. Đây khứ vậy anh. Để cái mạng nè, để mạng đi, để mạng chút cái lùa ta lôi gom rác, đựng dục dưới. Cái giọt rác mà. Thấy rất là nhưng mà giọt cực. Đừng giọt cái con này. Ngon không? Ăn miệng dịch. Ngon. Thì nhậu hết bàn, ngậu ngon á. Dịch rồi. Bia à.
lấy thùng. Trời ơi trời ơi. Đi tắm hồ tắm xong mấy anh tưởng mặc áo phao không bao giờ. Chưa vui vẻ. Rồi xôi ha. Chấm chấm luôn cái đầu luôn, bảo cái đầu còn ăn được, nhai nhai được thương rồi bảo ngon lắm. Ừ. Tỏi 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 rồi đó nha. Đánh không? Vậy ra. Ăn ngon quá nữa. Quá tỏi nữa. Nè. Qua nè. Nước lãnh bảnh luôn. Mốc luôn. Vô 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 vô. Ngồi luôn rồi. Nghỉ luôn. Ăn bỏ vô không nha, em cứ nghỉ luôn. Rồi đồ được à. Vô 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 vô, chấm đâu đó, nè để giỏi chấm cho em. Được cái lúc cây thôi, thằng Bảo được cái lúc cây đi đi cua cái là mất muốn gút luôn rồi. Lúc cá Bảo cắn lúc thơm ngọt á, thơm ngọt thơm tươi rồi. Ăn ngon. Được không, ngon không? Tôi nha mọi người. Đó, đâu cái bè nè. Bè tôm hùm. Anh hai. Tôi lụm nè. Miếng không trời ngọt lắm. Ừ. Tớ đi tớ làm trước này. Ngọt hả? Đã rồi đó. Cáp cáp cáp. Đồ lửa dịch nè. Đừng ăn tỏi không? Ăn xong kiếm võng ra ngủ luôn. Chiều về lòng ta lòng 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 trên giòn thôi không mà không kỹ. Ăn quá gần nhà mọi người, chiều này anh em rảnh lắm, chiều còn đi đọp ốc ở kia nữa, em chép rồi không này không cho chén mình hả, chén nhỏ không dán tôm dầm, tôm dầm nãy nhìn chưa to hay sao cho giá luôn, có giá mà không có chén, tôi đốm nhiều quá. Trong trong nha mọi người, tôi không quá. Cho mình tới cái chén nhỏ nhỏ đổ vô mà hấp 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 hấp
nhớ vô trứng này quá. Ăn xong gỡ quả trứng luôn. Trứng này là mọi người nào có hợp gu ăn, không hợp gu thì thôi nghỉ ăn, bị phong bị cùi lỡ thì cứ ăn vô nổi mà chà bá chà bành chà bành luôn á. Cái đuôi cảm nhiều người chua ngọt không. Vô đây kết thúc nha mọi người, bye mọi người nha. Thôi mà.